Rồi xin giao lưu anh em một pho dúi nha anh em. Một pho dúi một cốt rất đẹp nha anh em nha. Tí nữa em đi gần lại em quay cận cảnh cây cho anh em xem. Nó kẹt đá mà mình mẩy nó bành, nó móp méo rất là đẹp luôn. Cây này có hành là 101 hả? Hả? 105 và cao là 150. Pho này là trọng lượng của nó này rơi vào chất cỡ tâm là một gần 130 kg nha anh em. Chi chốt đóng rất là nhỏ, thùng thắt cây. Đây nè anh em, nó kẹt đéo mà nó bành, nó móp méo nè. Anh em thấy nó bành nè, lưng nó bành nè. Bành mình đây, anh em thấy không? Bành mình sụng đây nè. Cái phô dúi này là bành nha, nó bành dẹp, nó kẹt đéo, nó ụn bên kia, nó ụn nọ rất hay nha anh em. Cao 1,5 m thành gốc 105. Nàng rơi vào khoảng tầm 130 kg nha anh em. Rất đẹp. Chi chốt đóng cực kỳ gút nha anh em. Đây anh em ngọc nhìn, anh em nhìn góc độ này nè là mới thấy được cái đồ bành của nó mới đẹp. À, anh em nhìn góc độ này anh em thấy cái pho này nó bành, bành dẹp nè. Khá là hay luôn anh em. Rồi anh em nào thiện chí thì giao lưu nha anh em. Chào nhé.